Chà ngang lên bình. Cho chút đi. Bụng về ba hồi ba chèo. Có lúc tiếng về. Quay chén. Tay cũng được phải đây. Quay mẹ hả? Ôi, gà đó. Thấy gà nè. Gà nè, tôi quay thêm bên trước nè. Nè. Ôi. Đó, đang phát sóng trực tiếp cho ba đó chứ không gì đâu. Rồi thì xong rồi đó là làm gì nữa chứ. Giờ đã chả. Một người coi vậy cả. Tràng An Ninh Bình. Ủa mùa này có lúa không mà chị Hi? Đó là Tràng An em ơi. Tràng Cốc từ Tràng Cốc mới có lúa đúng không? Không, nhưng mà cũng không có lúa. Có lúa mùa tháng 4 cơ. Dạ, cảm ơn con. Đẹp quá. Thầy xin hỏi con hỏi có mưa không? Sáng có mưa kìa. Sáng có mưa hả? Ôi trời. Tháng mưa nhưng mà không mưa to. Là mưa chỉ mới ướt sân một chút thôi. Mình là chỉ có 6 năm ngoài này được mấy ngày rồi. Mới đi hôm qua đi ở ngoài Quảng Ninh mấy hả? À, đi Hạ Long rồi ạ. À, Hạ Long. Hôm qua trời mưa đây đó. Đây là gọi Hạ Long trên cạn đấy chị. Dạ. Yeah. Yeah, đây Hạ Long trên cạn. Đúng rồi, thấy nó giống. Mời tiếp kìa. Làm thêm chứ, đủ làm thêm. Dạ. Vì nước con lái đỏ quá rồi đó. Dạ, gì đó. Con ngược lại. Bên em có trà sữa. Đây là tour 2 chị ạ. Đây là tour 2. Tour 2. Dạ. Tour 3 là người ta bảo đến trình. Tour 3 với tour 1 là ta đi vào bên trong. Mình đi tour mấy hả? Mình đi tour 3. Tour 2 chỉ có mình tour 2 thôi. Tour 1 đi mình tour 1 chỉ có riêng tour 3 thì ta mới được sang tour 2 ạ. À. Vâng, mà tour 3 thì ta đi được cái hang dài nghìn mét. Chắc là chị với các cháu là tham khảo rồi đúng không? Dạ chưa, con cứ giới thiệu đi tại vì con không có nói lại. À. Này cậy. Con cứ giới thiệu đi. Thôi được rồi, được chứ con đi tour 2. À chứ cháu dạ, đi tour 2 ạ? Con cũng không có biết gì. Kệ anh bay tiếp đi anh. Tour 2 thì cháu thì được mình tour 2 thôi. Cậy bơi đi, bơi đi anh, bơi cho mau bây giờ cái ấy gì đó. Dạ. Này cái chạy kèo thèm đó, ừ. Bơi tiếp đi. Có thời gian thì đi thứ ba. Còn là thứ hai thì người ta đi theo tour ấy cháu. Cháu là đi theo tour đúng không? Dạ. Không. Đi tự túc. À đi tự túc à? Dạ. Đi tự túc vậy mà sao lại đi tour 2? Tour 3. À lần trước đi tour 3 à? À lần trước là đi à cũng tự túc luôn. Ừ. Nhưng mà đi tour 2. Đúng rồi, tour 2 là tour ngắn không được cái hang dài nhìn nhé đâu nhá. Không còn được đền trình xem cá đâu nhá. Đó hả? Chỉnh lắm. Lắm. Dạ. Ờ, đi tour 3 là tour đẹp nhất. Ủa? Nhưng mà đây là cháu chọn thì cô mới nói nhá. Chứ không chọn là các cô bảo tour nào cũng đẹp. Dạ. Tức là mình không được phép nói ấy. Dạ, dạ. Giờ mình mà nói thì nếu mà đông khách thì ai người ta đi tour đi. Ta không đi tour. Vậy nên là khách hãy mà khách chọn rồi thì các cô mới nói. Ủa là tour 3 là vô cái đình trước rồi xong rồi đi vô một cái gọi là cái ở người đó đúng không cô? À đây nhá, tour 3 thì ta vào đền trình trước này. Đền trình xong rồi ta đi vào hang đột dài nghìn mét này. Dạ. Cái hang đấy là dài nghìn mét, nói chung là nếu so với chiều hang là tour 3 là dài nhất. Dạ. Còn tour 1 thì nhiều hang như hang ngắn. Dạ. Nói là 9 hang nhưng mà so với chiều hang thì là ngắn hơn tour 3. Dạ. Còn tour 2 là ngắn nhất. Dạ. Tour 2 thì là có 4 hang nhưng mà lại chỉ bằng một nửa của tour 3 thôi. Nào đi bữa phẩm không hay là bữa phẩm đi tour 3 đó, tại vì hôm bữa là cho mấy anh chị của con bút, mấy anh chị của con chọn, con cũng không để ý, con nhớ là tour 2.
tour 2 thì quá đẹp, quá đẹp. Sang cái chùa đình, sang chùa Hành Cung Vũ Lâm. Nhưng mà khác là mình là đi đền Trình, mà đi hang khác, đi hang La Đột và hang Vân. Còn đi chung một cái hang đại. Còn ta đi về tour 2 thì nhìn hết bầu trời của họ, nhưng mà ta lại không được đi hang của họ, đi được có một hang thôi. Còn mình không đi ngược được. Lâu quá tập bơi. Nó không bơi là mỏi tay đấy anh ạ. À, đó nó bơi ở ở miền Tây mà. Vâng. Ừ. Nhưng mà mình đâu không bơi ấy. Không phải chèo. Vâng. Ở An Giang á. An Giang chắc chị biết không? Chắc không biết đâu. Không, em thì nói chung thì em chở khách mà sao mới rất là nhiều. Nhưng mà chỉ biết là họ nói là như thế thôi. Chị bảo là ở Hồ Chí Minh, là ở Bình Dương, rồi thì lại bảo là trong Sóc Trăng. Nên là chị biết vậy thôi chứ không bảo bao giờ chị ạ. Không bảo bao giờ đâu. Xanh biếc, nhưng mà làm gì có rồng ở dưới hay gì á. Rồng. Lông, lông rất là nhiều. Lông mà có cái cắt thì nhiều. Dạ. Mà nó cao như kia mình chưa trồng được. Dạ. Anh ở đâu á? Anh này chẳng ăn đi. Thì mình đi hết luôn rồi đó. Anh bảo cái gì vậy? Chỗ nào đẹp nhất chị giới thiệu. Đâu? Ba mươi phút thì không thể đi nổi. Chắc lẽ thì đó. 30 phút không thể đi nổi. Vào đến đền Trình là quá 30 phút rồi. Thì nó một vòng tròn của nó là tour dài nhất của nó là 14-15 cây, còn tour ngắn của nó là 11-11 cây, nên là không thể đi được. Này nó gió quá. Nhà gió quá.